Ngày 16 tháng 8, rất đông người dân kéo đến hai bên giếng nước Mỹ Tho để xem kéo cá. Hàng tấn cá được kéo lên giữa lòng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khiến người xem thích thú. Những người đánh bắt cá tại giếng nước Mỹ Tho cho biết họ chỉ được phép dùng lưới vây để đánh bắt cá. Ngay từ sáng sớm, họ bủa vây lưới theo bề rộng của giếng nước, rồi kéo dồn cá lại một góc của giếng nước, rồi dùng vợt bắt cá. Hầu hết cá ngay sau khi được bắt lên được người dân mua tại chỗ. Cá kéo được dưới hồ lên chủ yếu là cá tra, cá mè, cá cóc, tôm càng. Do đây là giếng nước nằm trong công viên nên việc khai thác cá cũng phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, sau khi khai thác, địa phương phải tái tạo nguồn thủy sản mới và làm sạch nguồn nước trong hồ.